Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 13 tháng 1 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, xin gửi đến quý vị xem đài những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Công an thành phố Bảo Lộc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị tổng kết thông tư 23 về cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự năm 2016. Công an thành phố Bảo Lộc thăm tặng quà nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Sau đây là nội dung chuyên mục. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2017, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục phát triển bền vững và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định tình an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân trong phòng chống tội phạm, tích cực tham gia các mô hình tự phòng, tự quản, xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người có quá khứ lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, các lực lượng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Các ban bảo vệ, tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, trường học, công an xã thường xuyên quan tâm, động viên và bồi dưỡng nghiệp vụ, đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, dũng cảm tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm. Hội nghị cũng đã nghe một số đơn vị báo cáo tham luận các mô hình mới, cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy, nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Năm 2016, Công an thành phố chủ động tham mưu các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và triển khai các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động chính trị tại địa phương. Lực lượng đã điều tra làm rõ 80% các vụ phạm pháp hình sự, trong đó khám phá 100% các vụ trọng án, 70% các vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ cướp giật tài sản, 8 vụ đánh bạc với quy mô lớn, 27 vụ ma túy, bắt 32 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 2 kg ma túy tổng hợp, 345 cây cần sa và 186 triệu đồng tiền mặt. Trên lĩnh vực giao thông, trong năm 2016, thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người. Nhìn chung, so với năm 2015, phạm pháp hình sự được kiềm chế cả về tính chất và số vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ trong năm 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã biểu dương những thành tích mà lực lượng công an thành phố đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu lực lượng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục triển khai tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017, trong đó tập trung tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến an ninh chính trị, trộm cắp, ma túy, cướp giật và tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết thông tư 23 của Bộ Công an quy định về cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thượng tá Trịnh Ngọc Đức, Phó trưởng Công an thành phố đã chủ trì hội nghị. Năm 2016, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, xây dựng cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được đảm bảo giữ vững, bảo vệ thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp duy trì ổn định. Công tác bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và nhà trường được thực hiện tốt. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng trộm cắp tài sản, tình trạng tranh chấp lao động tại công ty Kimono Japan về việc thanh toán bảo hiểm cho người lao động. Học sinh sử dụng chất gây nghiện vẫn còn xảy ra, vẫn còn tình trạng học sinh dùng vũ lực, đe dọa lẫn nhau, buộc phải nộp tiền hàng ngày. Lực lượng công an đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cũng như những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Lãnh đạo quan thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của các đơn vị trong việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Qua đó, đề nghị các đơn vị cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an, tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2017 và nhất là những ngày Tết đến xuân về. Đội An ninh Nhân dân Công an thành phố Hạ Long vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, lực lượng an ninh cốt cán tại các thôn trên địa bàn, xã, phường nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Tại mỗi nơi đến thăm, lực lượng an ninh Công an thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào năm mới mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Từ sự vận động các nhà tài trợ như Ngân hàng Công thương chi nhánh Bảo Lộc, Hoa Tài Ngọc Châu, Đội An ninh Nhân dân Công an thành phố đã thăm hỏi và tặng quà 70 người là những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, lực lượng an ninh cốt cán tại các thôn buôn. Mỗi phần quà trị giá 560.000 đồng, gồm gạo nếp, đậu xanh, dầu ăn và các loại thực phẩm khác. Đây là việc làm thể hiện mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân của lực lượng công an, qua đó tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn buôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, ngay từ những tháng cuối năm, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thời điểm này, các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết bắt đầu diễn ra sôi nổi. Cùng với đó là tình hình tội phạm trong những tháng giáp Tết tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng chú ý là các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Để giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Để chủ động nắm tình hình trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng các đội nghiệp vụ sẽ phối hợp với công an các xã phường tăng cường thăm nắm địa bàn, chủ động rà soát các loại tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật nổi trên địa bàn để tập trung đấu tranh. Đặc biệt là các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, cờ bạc, các điểm đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, cây cần sa, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng, khoáng sản trái phép, hàng cấm, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, như kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đối với công tác an toàn giao thông, Công an thành phố đã có kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đơn vị tăng cường phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời tiến hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các đơn vị trường học trên địa bàn. Tập trung công tác tuần tra kiểm soát trên tất cả các cái tuyến đường nội thị và trên tuyến quốc lộ 20, tổ chức công tác phối hợp
với công an các cái phường xã, ban an toàn công an các cái phường xã rà soát các cái đối tượng sử dụng xe độ chế, chạy lạng lách đánh võng, nẹt bô, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, cho kiểm điểm cùng với gia đình tổ chức giáo dục quản lý số đối tượng này, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với lại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý đối với các xe vi phạm trên cái tuyến quốc lộ 20, tập trung vào xử lý các cái lỗi là cái nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, lấn tuyến, lấn vạch, tăng cường công tác kiểm tra cái nồng độ cồn trên tất cả các cái tuyến đường trên nội thị để thông qua đó tuyên truyền, nhắc nhở quần chúng nhân dân chấp hành tốt khi tham gia giao thông, không sử dụng rượu bia và xử lý thật nghiêm đối với lại những cái trường hợp mà sử dụng rượu bia. Trong báo cáo tổng kết năm 2016 của Công an thành phố Bảo Lộc, thì thời gian qua, tội phạm phổ biến trên địa bàn chủ yếu là buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong năm 2016, lực lượng đã xử lý 27 vụ, bắt 32 đối tượng, thu giữ hơn 2,3 kg ma túy tổng hợp, 345 cây cần sa và 186 triệu đồng tiền mặt. Đáng chú ý là vụ bắt đối tượng Nguyễn Tiến Khanh, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hai đàn em đang trên đường tuần hơn 1 kg ma túy vào Lâm Đồng. Trong năm, lực lượng công an thành phố đã phối hợp xử lý, thu giữ nhiều máy chơi game bắn cá. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2017 và trong năm, công an thành phố cũng đã triển khai kế hoạch biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm để người dân được hưởng trọn vẹn mùa xuân và một năm mới bình yên. Công an thành phố Bảo Lộc cũng đã có kế hoạch triển khai huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia công tác ứng trực xử lý những vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tăng cường cái tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các cái hoạt động phá hoại, gây bất ổn định về chính trị, tội phạm hình sự và các cái tệ nạn xã hội khác, đảm bảo tuyệt đối cái an toàn giao thông, giữ gìn cái sự bình yên cho người dân. Với những cái nhiệm vụ cụ thể đó là tập trung đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn các cái hoạt động băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, những cái đối tượng bảo kê, cầm đầu, chuyên có cái biểu hiện đi đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng và tội phạm ma túy, tội phạm tham gia các cái tệ nạn xã hội gây bất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lực lượng công an tiếp tục với cái khẩu hiệu chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Đây là một cái nội dung mà toàn lực lượng công an đang được triển khai để phát huy cái tinh thần trách nhiệm và cái thái độ trong công việc để phục vụ tốt cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt là trong cái công tác xây dựng lực lượng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái cuộc vận động công an nhân dân thực hiện 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Nội dung thứ hai là tiếp tục mở cái diễn đàn công an nhân dân lắng nghe ý kiến của người dân. Đây là một cái nội dung thiết thực, thông qua đây để quần chúng nhân dân trực tiếp góp ý, cung cấp cho lực lượng công an những cái thông tin về hoạt động của tội phạm và những cái tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, đến cái việc giữ gìn về an ninh trật tự tại địa phương. Hy vọng rằng với những biện pháp nghiệp vụ cùng công tác đấu tranh quyết liệt trên mặt trận phòng chống tội phạm, thăm nắm các nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an thành phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc Đinh Dậu 2017 bình yên và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an thành phố phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc thực hiện. Để xem lại chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng truy cập website baoloconline.lamdong.vn vào phần chuyên mục. Nhân dịp xuân mới Đinh Dậu năm 2017, xin gửi đến quý vị xem đài lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.